cắm dây nguồn vào máy để cung cấp điện cho máy hoạt động, nhấn nút on off để khởi động máy, lấy thuốc và bơm tiêm theo y lệnh, gắn dây dẫn vào, lắp bơm tiêm vào máy, nâng kẹt giữ khăn bơm tiêm lên để gắn bơm tiêm vào máy, bóp và di chuyển kẹt giữ đuôi piston và gắn bơm tiêm đúng vị trí, đuổi khí trong bơm tiêm và dây dẫn bằng cánh nhất và giữ nút push cho đến khi đuổi hết khí, gắn đầu tự do của dây dẫn vào đường truyền tĩnh mạch trên người bệnh, xoay núm điều chỉnh tốc độ để cài đặt chế độ tiêm đúng y lệnh, nhấn nút start để bắt đầu đưa thuốc vào cơ thể, theo dõi hoạt động của máy, tình trạng người bệnh và dặn dò. Sau khi hết thuốc, ấn nút stop để dừng máy, nâng kẹt giữ thân piston lên để lấy bơm tiêm ra, ấn nút on off để tắt nguồn điện vào máy,